Thứ trưởng Bộ Y tế, Việt Nam được chuyển giao công nghệ vaccine. Hai Thứ trưởng Bộ Y tế sẽ đi Nhật và Nga để nhận chuyển giao công nghệ vaccine. Thông tin này được đưa ra tại cuộc họp báo thông báo kết quả phiên họp chính phủ thường kỳ diễn ra chiều ngày 5 tháng 5. Tại họp báo chính phủ thường kỳ chiều tối ngày 5 tháng 5, lãnh đạo Bộ Y tế đã trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến diễn biến dịch COVID-19, việc tiêm vaccine và nhập cảnh đối với chuyên gia. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, việc áp dụng hộ chiếu vaccine chỉ khi có được miễn dịch cộng đồng nhờ tiêm chủng vaccine, nghĩa là 70% dân số được tiêm chủng. Tuy nhiên, chưa đủ bằng chứng về hiệu quả phòng ngừa vaccine COVID-19 đối với các biến chủng của SARS-CoV-2. Bộ Y tế sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan để nghiên cứu, báo cáo đề xuất chính phủ xem xét, quyết định thời điểm phù hợp với quan điểm an toàn cho người dân được đặt lên hàng đầu. Thứ trưởng khẳng định không một loại vaccine nào có hiệu quả 100%. Khi áp dụng hộ chiếu vaccine cần lưu ý xem xét, có thông tin đầy đủ để áp dụng, triển khai hiệu quả và an toàn. Giai đoạn hiện nay, bên cạnh tiêm chủng, cần thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Về chuyên gia nhập cảnh, ông Thuấn nêu chủ trương của nước ta không cấm chuyên gia vào, tuy nhiên các đơn vị, địa phương phải đề xuất phù hợp đúng người và thực sự hiệu quả đối với công việc và công tác phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Thủ tướng đã yêu cầu kích hoạt lại tổ 5 người gồm Bộ Ngoại giao, Quốc phòng, Y tế, Công an, Giao thông vận tải để xem xét, cân nhắc đưa trường hợp chuyên gia nào vào, bên cạnh hiệu quả cũng phải an toàn. Về vấn đề vaccine, Thứ trưởng cho biết, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng, chúng tôi đã tiếp cận bằng mọi cách để có vaccine sớm nhất, từ trực tiếp, gián tiếp qua các đại sứ Việt Nam, các công ty tổ chức giới thiệu, nhập khẩu vaccine tới nay trong năm 2021 và đầu năm 2022. Dự kiến có một số nguồn, COVAX Facility được 39 triệu liều, cơ bản sẽ đủ cho 19,4 triệu đối tượng ưu tiên, 30 triệu liều của AstraZeneca. Bộ Y tế đang đàm phán với Pfizer để trong năm nay hoặc năm tới có thêm 31 triệu liều. Ngoài ra, Việt Nam cũng nhận được thêm khoảng 2 triệu liều từ các đơn vị tổ chức khác. Rất vui khi gần đây nhận được thông tin, chúng ta được chuyển giao công nghệ từ một số đối tác đồng ý chuyển giao cho Việt Nam. Thủ tướng có giao cho tôi đi Nhật và anh Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế đi Nga để nhận chuyển giao công nghệ, đàm phán mua thêm vaccine của Nga và Nhật. Ông Thuấn thông tin, đầu tháng 5, sau khi bàn bạc, WHO cùng với các đối tác sẽ bàn giao công nghệ sản xuất mới nhất vaccine COVID-19 cho Việt Nam. Công nghệ này do công ty Pfizer và Moderna sở hữu. Thứ trưởng Y tế cho biết, với vaccine sản xuất trong nước đang có hai đơn vị là Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen, Viện Vaccine và Sinh phẩm Nha Trang, IVAC. Bộ Y tế đang khẩn trương hỗ trợ các đơn vị. Nếu không may dịch bùng phát có thể phê chuẩn vaccine khẩn cấp. Tuy nhiên, Thứ trưởng một lần nữa khẳng định ngoài tiêm vaccine thì việc trước hết là thực hiện các biện pháp 5K của Bộ Y tế. Những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 sẽ liên tục được Vietnamnet cập nhật.